Thì nếu các bạn chơi thể thao á, thì các bạn biết cầu thủ này ha. Thì ngoài thời gian banh bóng á, thì anh ta cũng có viết một số cái tool đó để hỗ trợ anh em Mobi. Amazing, good job em. Thì hôm nay mình giới thiệu cái tool là MPP Rambit nha các bạn. Alo, xin chào các bạn. Mình đang cầm một cái con iPhone mà nó bị khóa kích hoạt cho chủ sở hữu nè. Máy này thì iPhone 7 Plus ha. Thì trên kênh mình cũng có ra nhiều video hướng dẫn các anh em bypass á. Cái này là Tunai Boy nè, rồi Tunai Girl nè. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái tool mình thấy nó khá là hay ha. Thì nếu các bạn chơi thể thao á, thì các bạn biết cầu thủ này ha. Thì ngoài thời gian banh bóng á, thì anh ta cũng có viết một số cái tool đó để hỗ trợ anh em Mobi. Amazing, good job em. Thì hôm nay mình giới thiệu cái tool là MPP Rambit nha các bạn. Rồi các bạn tải cái link về. Khi tải cái link về á, thì mình nên để ngoài desktop nha. Cái tool này thì nó chạy khá là nhanh các bạn. Thì mình jailbreak cái máy trước, rồi mình activate thôi. Jailbreak thì bằng cái tool WinRAR cho nó nhanh ha. Trên kênh mình cũng có một số video hướng dẫn á. Các bạn rảnh á, thì các bạn lục lại xem giúp mình. Rồi sau khi mình mở cái tool WinRAR lên nè, mình chờ cái máy nó nhận. Rồi mình chạy cái con này iOS 15 á, thì mình chạy cái chip RAR 0.13 nha. Rồi mình chọn cái chip RAR. Rồi mình bấm cái chữ net trên cái tool nè, là tự động cái tool nó đưa cái máy mình về chế độ recovery. Khi về chế độ recovery á, thì nó hướng dẫn mình vô cái chế độ DFU để cho nó jailbreak nha các bạn. Tiếp tục mình bấm net trên tool đó, rồi mình đưa cái máy về chế độ DFU. Mình nên đưa về DFU chính xác nha, rồi để cái tool nó chạy ha. Thì nếu mà các bạn chạy bị lỗi á, thì mình nên fix cái driver trên cái tool đó, rồi mình tắt cái tool đi. Nhưng mà lúc tắt cái tool đó thì các bạn nhớ cho cái máy về lại màn hình hello nha. Rồi mình rút ra mình ghim vô lại, là mình chạy lại là nó sẽ fix được cái lỗi treo hay là gì nha các bạn. Rồi mình cứ đợi cho nó tự động nó tìm driver rồi nó jailbreak thành công á, thì cái máy mình nó sẽ boot lên lại ha. Khi nó boot lên lại là nó sẽ có một số dòng lệnh á trên cái điện thoại của mình á, giống như nó khai thác cái lỗi gì vậy các bạn. Thì các bạn để cho nó chạy xong á, thì trên tool nó báo successful á. Rồi đợi cái máy khởi động lên, mình mở bao tool nó, mình check lại coi thử nó có jailbreak được chưa. Là mình tiếp tục mình mở cái tool mình bypass nha. Quá chuẩn luôn. Rồi mình đợi cái máy nó khởi động lên. Khởi động lên á, máy tính nhận driver đầy đủ á, thì mình tắt cái tool đi. Rồi để khởi động lên nè các bạn. Rồi tắt cái tool, mình mở lại cái bao tool, mình kiểm tra coi thử nó jailbreak chưa ha. Cái này là mình mới làm cái bước 1 thôi nha các bạn. Rồi để jailbreak thành công nè. Con này iPhone 7 Plus iOS 15 ha. Cái tool này nó hỗ trợ support iOS 12 cho đến 16 luôn nha các bạn. Rồi giờ mình mở cái tool mình bypass nó. Rồi vài nén mở ra. Wow. Thực ra cái tool này là cái tool gì của một nhà phát triển người Pháp á các bạn. Và cái tên cái tool thì hơi khó đọc ha. Thì Pro Rambit gì nè. Thì các bạn cứ nghe vậy cho nó dễ hiểu đi, chứ mình cái này cũng khó đọc quá. Nhưng mà mình thấy cái biểu tượng của cái tool nó khá là buồn ha. Mặc dù cái anh MPP này là cái mặt rất là tươi, nhưng mà sao ảnh làm cái tool đó mình thấy cái mặt nó khá là buồn ha. Về nhớ edit lại nha em trai. Mời đẹp, mời đẹp. Rồi sau khi mình mở cái tool đó thì mình cái bước này giống như rít cái máy, nhưng mà cái tool này thì cái kiểu là mình chọn cái option trước các bạn. Mình chọn cái kiểu mà mình muốn làm cái gì trước á, rồi mình rít cái máy sau nha. Ví dụ hello nè, iOS 15, xin lỗi các bạn, hello iOS 12 đến 16 nè, thì tích vô, rồi mình bấm trở lại, rồi mình rít cái máy. Rồi cái này là nó báo là đã phát hiện được cái máy thành công nè, nhưng mà cái số exit á mình chưa đăng ký. Thì giờ mình muốn á, mình lên cái web á của admin cho á, mình đăng ký. Muốn các bạn bấm register cũng được, không mà mình bấm net là tự động nó nhảy lên cái trang đăng ký nha các bạn.
Đó, Super Cheat này chưa đăng ký nè, giờ mình đăng ký nè. Đó các bạn thấy không, nó tới là mấy chục ngàn cái mã cheat luôn. Tha hồ các bạn đăng ký nha. Rồi mình copy cheat trên cái tool đó, rồi mình dán vô cái tab này, mình đăng ký thôi. Đăng ký rất là nhanh các bạn. Hiện tại cái tool này nó đang free, thì các bạn làm được các bạn lên các bạn làm nha. Rồi mình bấm vô đăng ký mã cheat nè, đăng ký tức thì luôn. Rồi các bạn nào muốn làm con khác thì các bạn đăng ký, thì các bạn cứ copy mã cheat các bạn bỏ lên các bạn bấm đăng ký thôi. Rồi mình trở lại cái tool nè, rồi mình để mình coi mình chọn cái tab nào mình chạy ha. Rồi bypass hello, rồi mình bấm vô cái ô tiếp tục. Lúc này nó kêu thì mình bấm bypass, mình bấm bypass hello thôi. À, nó kêu mình giống như là tùy cái iOS nha các bạn, tùy cái phiên bản iOS ha. Con này thì nó kêu mình get cái file hello trước, giống như mình bắt cúp cái hello á, nó mới cho active nha. Thì mình trở lại mình chọn cái general nè, mình bắt cúp cái file hello đi. Cứ vậy mà mình làm thôi, chứ cái tool nó có hướng dẫn hết các bạn. Rồi mình get cái file hello, get rồi bắt đầu mình active. Tại cái mình làm theo kiểu mà Jared á, One Dit á, thì mình bypass nó nhanh hơn nha. Rồi khi nó get được cái file hello á, thì mình check lại cái file hello một xíu. Rồi có đủ file, cái đủ KB nè. Rồi có file sheet luôn á. Rồi mình trở lại cái tool, mình chọn lại cái tab bypass hello á, rồi mình active. Vậy là xong thôi các bạn. Tool này nó chạy cũng khá là đơn giản ha. Hiện tại admin update cái tool này lên có khá là nhiều cái chức năng hay, thì các bạn rảnh thì các bạn thử xem nha. Rồi mình cứ vậy, mình cứ bấm bypass thôi, rồi đợi cái tool nó làm việc, nó chạy xong rồi cái máy mình nó sẽ active thành công. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay thì cho mình xin một like ha. Rồi khi active xong thì cái máy nó sẽ vô màn hình hello, rồi mình nhập ID Apple, mình tải game hay gì thì mình xài nha các bạn. Cái này thì nó sẵn là nó direct rootless luôn các bạn. Nhưng mà cái này mình bypass thì hello chỉ dùng wifi thôi nha, không có dùng được sim ha. Rồi nó báo để bypass thành công nè. Các bạn nhớ là không có được đặt mật khẩu nha, nó ghi rõ nè, không được đặt mật khẩu nha. Rồi vậy là bypass xong thôi. Rồi mình active cái máy vô, rồi mình kiểm tra mấy cái chức năng gì đó, rồi mình xài bypass chơi game nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.